Rồi, đầu tiên á, cái câu này thầy có làm rồi, nhưng mà đầu tiên chúng ta sẽ nói về lần thi. Các em nhìn vô cái đề nè. Xuất ra danh sách tên các môn học, ứng với mỗi môn học, cho biết là học viên vẫn chưa thi, nghĩa là đây là xuất nhiều tên môn học liên quan đến bảng môn học là một rồi nè. Rồi, cho biết số học viên vẫn chưa thi đậu môn đó, nghĩa là liên quan đến cái từ thi đậu liên quan đến bảng kết quả rồi. Học viên chưa thi đậu là lần thi sau cùng đó nhỏ năm. Bây giờ mình xét cái lần thi sau cùng luôn lên sẽ hơi khó. Mấy câu trước là thầy cũng có nhưng mà thầy bỏ qua là tại vì thầy chưa muốn nói nó khó hơn nha. Thì bây giờ thầy mới xét các em coi nè, bây giờ thầy giải thích nè, hơi khó là thầy giải thích chút nè. Các em mở cái bảng kết quả lên. Các em nhớ là cái bảng kết quả này á, cái khóa chính á, là gồm ba cái này luôn, gộp lại thành một khóa chính. Ví dụ như giả sử các em coi, ví dụ như người học viên này nè, người ta thi cái môn này nhưng mà lần một người ta dưới năm mà, thấy không? Nếu mà mình viết câu thi vấn mà không xét lần thi sau cùng á, thì người ta vẫn giống như coi dớt môn này á. Đó, nếu mà mình không có xét lần thi sau cùng nhá. Đó, thì các em thấy ở đây các bạn là lần thi sau cùng người ta là trên năm, là nghĩa là không còn nói người ta giờ không đậu nữa mà nói người ta đậu rồi á. Hiểu ý không? Ý là như vậy. Còn nếu mà mình không mấy bạn sao cái này khó hiểu rồi mà các em cứ ồn vậy sao thầy giảng được. Rồi. Đó, ví dụ như là ở đây có, nhưng mà có người á, ví dụ như giả sử thi một cái môn này một lần cái đậu rồi thì tất nhiên là xét lần một thôi, không xét lần hai nữa. Hiểu không? Còn nếu mà mình lưu ý nè, nếu mà mình không xét lần thi sau cùng á, thì mình ấy cái này thì chắc chắn là mình sẽ nói người này vẫn dớt môn này. Tại vì nhiều khi nó đúng vô cái điều kiện này là vẫn dớt, đúng không em? Dưới năm mà, đúng chưa? Nên bây giờ mình sẽ có một cách nào mình lấy lần thi sau cùng của một cái học viên này. Rồi, muốn làm vậy, bây giờ thầy sẽ để tắt cái này bớt đi nhé. Rồi, bây giờ các em coi nha, bây giờ thầy tạo một cái mới. Thầy nói cái lệnh mà lấy lần thi sau cùng nè. Các em sẽ, cái này viết ở ngoài select, thầy đang nói về coi cái lần thi sau cùng nha, select nè. Rồi, from đi trước đi, từ bảng kết quả. Ha. Rồi. Bây giờ mình trong cái code này thầy chỉ có lấy mình nó thôi. Ha. Thì đây. Rồi que nè. Rồi các em coi nha. Không cái này không có que. Rồi bây giờ thầy lấy e chấm nè. Mã học viên nè. Phải là e chấm mã môn học nè. Rồi, thầy muốn lấy lần thi sau cùng, nghĩa là phải thầy lấy cái lần thi cao nhất không? Đúng không? E chấm lần thi. Nhớ nha. Thì trong cái bảng kết quả này đó, nếu mà mình lọc như vậy nè, ở đây có má tiền dưới đây mình phải sao các em? Group by đúng không? Cái này thầy đang đây là cái này là nhớ là đang lấy lần thi sau cùng nhớ nha. Rồi các em coi nha, bây giờ thầy chạy này nè. Rồi bây giờ nhóm theo học viên nè, các em để ý như vậy. Học viên 03 nè, cái môn mà 08 nè, các em nhìn cái bảng kết quả nè. Cái môn 08 nè, các em coi cái môn 08 nè, thi hai lần đúng không? Thì lấy lần thi sau cùng, chứ lấy lần thi có điểm cao nhất, thấy không? Nên là các em thấy là xuất gia chỉ có cái gì? Cái lần hai, thấy chưa? Hiểu không? Đó, vậy ở đây, AF nè. Lên họ lấy thầy thi sau cùng. Thầy phải giải thích cái này hơi khó. Rồi các em thấy không? Nhìn kỹ lại cho thầy nha. Các em thấy 08 nè, cái người lề thi môn 08 thi lần 1 là 4 điểm, lần 2 là 9 điểm, thấy không? Nhưng mà lấy lần thi sau cùng, lấy điểm cao nhất thôi, lấy lần thi cao nhất thôi. Thấy chưa?
cho dù nếu mà người ta thi có lần thì sẽ lấy lần thi cao nhất là lần một thôi, đúng không em? Và hiểu ý câu lệnh này chưa? Hiểu ý câu lệnh này nè, được chưa? Ý là như vậy á, nhớ là vậy, là cái việc mà lấy lần thi sau cùng là viết như vậy nè. Và nguyên câu chi vấn này các em lưu ý, mình sẽ tượng trưng nó giống như là một cái bảng ghi chú của thầy luôn ha. Đó, nguyên một câu chi vấn này là tượng trưng. Rồi đây là cái cách lấy lần thi sau cùng nha.